chúng ta biết rằng là cái tử cung của người mẹ đã được chọn lọc của tự nhiên qua rất nhiều năm, thì là được sinh ra là chỉ để phù hợp phát triển cho một thai phát triển. Ngay cả những người bình thường, phụ nữ bình thường có thai bình thường mà song thai thì cũng đã được xếp vào là nhóm có thai nguy cơ cao, thai nghén nguy cơ cao. Và những người đó có rất nhiều biến chứng có thể xảy ra cho cả mẹ lẫn con, và những biến chứng đó hoàn toàn không tốt sức khỏe cho mẹ và con. Vì thế cho nên là việc hạn chế số lượng phôi chuyển là hoàn toàn đúng, để làm sao mà chúng ta chỉ đạt được cái số thai có thai tối đa là 2 thai thôi. Thậm chí ở một số nơi, những nước tiên tiến trên thế giới, người ta chỉ cho phép được 1 thai, không được phép sinh song thai. Như Úc chẳng hạn chỉ chuyển 1 phôi. Nhưng mà cái điều đó, điều mà tốt ai cũng thấy, tức là khi chuyển 1 phôi thì khả năng đa thai rất ít. Nhưng mà sẽ làm một cái mặt cũng còn hạn chế là gì? Khi ta chuyển ít phôi thì tỷ lệ thành công cũng sẽ giảm đi. Vì vậy cho nên là cái số lượng phôi đưa vào thì bao giờ chúng tôi cũng cố gắng làm sao để cân bằng được giữa cái chuyện là giảm thiểu cái sự đa thai nhưng mà vẫn được nâng cao tỷ lệ thành công. Đó. Thì đấy thường thường là sẽ chuyển là từ 2 đến 3 phôi là tối đa. Để làm gì? Để nâng cao được cái tỷ lệ thành công và giảm thiểu khả năng đa thai. Và cái số lượng phôi đó còn căn cứ rất là nhiều những cái điều kiện của từng bệnh nhân một, như giả sử như lứa tuổi, như chất lượng phôi, quyết định là số lượng phôi chuyển là bao nhiêu.